Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 3 tháng 8. Hôm nay, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có nắng, nhưng vào trưa và chiều có mưa rào và dông. Mưa ở một số nơi bắt đầu tăng nhẹ và phổ biến ở hầu hết các khu vực trong tỉnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Trên biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo tiếp tục duy trì gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, khiến biển động. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, trưa và chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Khu vực huyện Côn Đảo, ban ngày có mây thay đổi, có lúc có mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 3 tháng 8 năm 2021, mực nước cao nhất 325 cm xuất hiện lúc 8 giờ, thấp nhất 130 cm xuất hiện lúc 16 giờ.